Xin chào tất cả mọi người, thì video trước mình đã hướng dẫn mọi người sử dụng hết các tính năng của chiếc tai nghe iPod 2 của Vàng rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng hết các tính năng của chiếc tai nghe của đồng hồ Vàng này nhá. Cùng mình trải nghiệm xem nó có những chức năng thú vị gì nhá. Và khi các bạn mua hàng, các bạn sẽ được shop tặng một bao da của tai nghe và một que chọc SIM kèm thẻ bảo hành. Và khi các bạn mua hàng, các bạn sẽ nhận được một giấy hướng dẫn sử dụng kèm một tai nghe và một đốc sạc. Bên dưới của nó thì sẽ có một cáp sạc taxi, sạc nhanh và bốn nhúng cao su để chúng ta có thể thay đổi kích cỡ đai theo tùy ý của chúng ta nhé. Và đây là thiết kế của chiếc tai nghe iPod Pro Vàng, với dáng thiết kế thì cực kỳ giống với iPod Pro nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết nối chiếc tai nghe iPod Pro Vàng này của chúng ta lên nhé. Thì các bạn sẽ mở nắp tai nghe lên, sau đó pop-up sẽ hiện trên màn hình của chúng ta. Thì chúng ta sẽ ấn kết nối và chúng ta sẽ giữ nút của chiếc tai nghe đằng sau chỉ 3 giây là chúng ta đã kết nối được với chiếc điện thoại của chúng ta rồi nhé. Bây giờ mình sẽ kết nối này. Khi kết nối, các bạn sẽ hiện đèn trắng, có nghĩa là chúng ta đang kết nối với máy điện thoại của chúng ta. Đấy, đây, như các bạn thấy là chiếc tai nghe kết nối cực kỳ nhanh nhé. Đấy, đã kết nối xong rồi. Và ở đây thì nó sẽ hiển thị phần trăm pin của đốc sạc và phần trăm pin của hai chiếc tai nghe nhé. Chúng ta ấn xong rồi. Sau đó chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Là bạn đã thấy ở chiếc tai nghe chúng ta đã kết nối rồi, thì các bạn sẽ ấn vào phần information, tức là chữ cái chữ y ở góc màn hình này. Đấy, các bạn ấn vào thì mục đầu tiên của chúng ta đó chính là phần tên. Thì các bạn sẽ ấn vào phần tên thì các bạn sẽ có thể đổi tên theo tùy ý thích của các bạn nhé. Như mình sẽ đổi thành iPod Pro ổ của Pit này, mình sẽ đổi nhé. Ok, vậy là đã xong rồi. Chúng ta đã đổi tên xong thì chúng ta out ra ngoài nhé. Bây giờ mình sẽ tắt chiếc tai nghe này đi và mở lên cho các bạn xem tên khi sau khi mình sẽ đổi nó sẽ hiện trên màn hình nhé. Đấy, các bạn thấy không? iPod Pro hổ của Pit. Và ở đây thì nó còn một số thông tin nữa, đó chính là khử tiếng ồn, tắt tiếng và xuyên âm. Các bạn có thể chọn theo tùy ý mình nhé. Mình sẽ chọn xuyên âm thì cực kỳ là hay rồi. Và ở đây nó sẽ có một cái, đó chính là kiểm soát tiếng ồn của tai trái và tai phải. Mình có thể kiểm tra tùy thứ nhá. Mình đây sẽ để khử tiếng ồn này, xuyên âm này, các bạn thấy không? Đấy, tai trái hay tai phải tương tự như nhau. Và còn một phần nữa đó chính là kiểm tra độ vừa đầu của tai nghe. Thì các bạn ấn vào đây, khi chúng ta đeo tai nghe lên và đầu tai nghe chúng ta lọc, chúng ta sẽ kiểm tra thì tai nghe của chúng ta sẽ thông báo về cho chúng ta. Như mình chưa có đeo thì tai nghe chúng ta sẽ thông báo là đeo iPod vào cả hai tai đấy. Như vậy là ấy, còn các bạn đeo lọc thì tai nghe chúng ta sẽ thông báo nhá. Rất là tiện lợi. Và đây thì nó có một mục, đó chính là tự động phát hiện tai, thì mình sẽ để tự động luôn nhá. Và micro mình sẽ cũng để tự động. Và đặc biệt ở đây có một phần, đó chính là sạc pin được tối ưu hóa. Thì chiếc tai nghe của chúng ta đã được Apple làm giống tương tự các điện thoại trên iPhone. Thì ở đây Apple sẽ chia hai giai đoạn sạc pin cho chúng ta làm hai. Thì ở đây chỉ sạc lượt đầu là 80%, nhưng khi các bạn ngủ dậy thì tai nghe chúng ta sẽ lên 100%. Lý do vì sao mà Apple phải chia hai giai đoạn sạc pin này, thì các bạn hiểu là Apple sẽ chia hai giai đoạn sạc pin này để giúp chúng ta không bị chai pin giống như các cái điện thoại mà chúng ta dùng. Apple có một tính năng này rất là hay nhá, các bạn phải chú ý là chúng ta phải bật cái sạc pin được tối ưu hóa lên nhá. Và ở đây có một số thông tin về chiếc tai nghe, tên kiểu máy, số serie và số máy phiên bản. Cái này thì không cần phải quan tâm đâu. Và còn một mục nữa mình muốn nói với các bạn, đó chính là sẽ đi vào cái chức năng chuyên sâu hơn của chiếc tai nghe iPod Pro của chúng ta. Thì các bạn sẽ lướt lên và chúng ta vào phần trợ năng, thì các bạn lướt xuống thì ở đây nó sẽ hiện, đó chính là iPod. Thì các bạn sẽ kích vào đây. Ở đây thì chúng ta có thể thay đổi gọi là chất âm này, ngắn hơn này, mặc định này, chậm hơn này. Thì các bạn có thể đổi tùy ý nhá. Khử tiếng ồn đối với mọi iPod thì các bạn sẽ mở lên cho mình để giúp chúng ta khử kiểm soát tiếng ồn tốt nhất. Cài đặt chức năng âm thanh thì các bạn sẽ kích vào đây. Ở đây nó sẽ có một âm thanh đơn sắc, các bạn có thể tùy chỉnh âm thanh của mình nhá. Và đèn LED để cảnh báo này, các bạn mở hết lên cho mình này. Đấy, thấy không? Và ở đây nó còn một phần nữa, đó chính là thích nghi của tai nghe. Các bạn sẽ ấn vào và ở đây các bạn có thể điều chỉnh độ mạnh hay nhẹ của chiếc tai nghe chúng ta nhé. Và các bạn ở đây còn một mục nữa, thì các bạn ấn thiết lập âm thanh tùy chỉnh. Thì đối với thiết lập âm thanh tùy chỉnh này thì dành cho một số bạn nào mà đang có vấn đề về tai, thì các bạn sẽ ấn vào, các bạn sẽ ấn tiếp tục này cho mình. Thì ở đây nó có bắt đầu trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ chụp lại, chúng ta sẽ gửi và ấn tiếp tục, thì chúng ta sẽ gửi thông số về cho chúng ta báo thế nào là âm thanh ổn đối với tai chúng ta, giúp chúng ta gọi là không bị có vấn đề về tai, sẽ gọi là khắc phục tối thiểu đấy, rất là tiện lợi nhá. Thì mình không bị gì mình sẽ hủy bỏ nhá. Và chức năng tiếp theo mình muốn nói tới với các bạn, đó chính là các bạn sẽ lướt qua hết màn hình. Ở đây thì nó sẽ hiện phần trăm pin của
điện thoại, phần cabin của đốc sạc tai nghe và phần cabin của hai chiếc tai nghe chúng ta. Đối với chúng ta cũng cần phải gặp lại làm gì để chúng ta kiểm tra phần cabin, thì chúng ta sẽ bước sang phần này để kiểm tra phần cabin. Đây các bạn sẽ bỏ một chiếc tai nghe ra thì các bạn sẽ thấy trên màn hình của chúng ta đây đang là hai chiếc tai nghe đúng không? Thì chúng ta bỏ ra đấy các bạn thấy không? Thì ở đây nó sẽ hiện phần cabin của hai chiếc tai nghe luôn nhá, từng cái một mình có thể kiểm tra từng cái một. Giờ mình sẽ đúc một cái tai vào này, thấy các bạn thấy không? Còn như ở đây nó sẽ hiện phần cabin của những cái tai mà mình còn sạc. Đấy, tính năng này rất là tiện lợi. Và một mục nữa của chiếc tai nghe iPod của đồ hổ này đó chính là có định vị về dao của chúng ta. Khi các bạn mở tạo nắp tai nghe ra thế này thì tai nghe của chúng ta hoàn toàn không kết nối nhá. Nhưng khi mình nắm vào chiếc tai nghe như thế này, các bạn thấy chiếc tai nghe của chúng ta đã tự động kết nối và hiện Bluetooth lên luôn đúng không? Đây các bạn để ý phần này, bây giờ mình bỏ ra này, đấy tai nghe chúng ta lại tắt này, và bây giờ mình cầm vào này, đấy tai nghe chúng ta lại tự định vị ra và chúng ta bắt vào tai nghe có thể kết nối được luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Và còn một vùng nữa thì sau khi mình định vị ra rồi thì chúng ta có thể chỉnh xuyên âm tiếng ồn luôn trực tiếp vào cái chiếc tai nghe ở đệm màn hình chúng ta. Đây các bạn sẽ ấn vào phần này và chúng ta sẽ hiện thông tin, đó là cực tiếng ồn này, cắt tiếng này, xuyên âm. Thì các bạn không cần phải cài đặt, chúng ta cài đặt làm gì, chúng ta trực tiếp vào đây luôn, chúng ta có thể cài đặt xuyên âm hay cắt tiếng hay là cực tiếng ồn đều được hết nhá, rất là tiện lợi. Tiếp theo là chức năng thứ tư mình muốn nói tới với các bạn, đó chính là định vị. Thì các bạn sẽ ấn vào tìm cho mình, thì ở đây nó sẽ hiển thị lên một số thiết bị chúng ta đã kết nối, và trong đó có chiếc tai nghe của chúng ta đã kết nối, và nó sẽ hiển thị lên trên này. Thì các bạn nhìn thấy iPod của đồ hổ của Pit không, các bạn sẽ ấn vào đây thì nó sẽ hiện lên chiếc tai nghe của chúng ta. Thì bây giờ ở đây nó sẽ có mục phát âm thanh, thì chúng ta sẽ phát âm thanh và chiếc tai nghe của chúng ta sẽ kêu lên. Và chức năng này sẽ giúp chúng ta gọi là tìm những cái tai nghe chúng ta bị rơi đâu đấy, hoặc chúng ta bỏ quên mà chúng ta không biết, thì chúng ta sẽ tìm đây. Và hoặc trường hợp xấu nhất các bạn bị các bạn lấy chiếc tai nghe chẳng hạn không biết ở đâu, thì các bạn có thể tìm và nhìn trên biểu đồ là nó sẽ hiện ở nơi đó, các bạn có thể tìm lại được chiếc tai nghe và phát tiếng kêu, thì nó kêu các bạn tìm dễ dàng hơn nhá. Đây các bạn nghe tiếng kêu không? Đấy, tuy nó bé thôi nhưng mà chức năng này chúng ta có thể tìm được tai nghe tỷ lệ là cao hơn nhá. Chức năng cuối cùng của chiếc tai nghe iPod Pro này mình muốn nói tới với các bạn, đó chính là các thao tác cảm ứng. Thì như đầu video mình đã nói là chiếc tai nghe chúng ta cảm ứng qua bề mặt da, nếu như chúng ta bỏ ra thì tai nghe chúng ta sẽ ngắt kết nối, và chúng ta cầm vào da của chúng ta sẽ định vị với chiếc tai nghe thì nó sẽ gọi là phát nhạc. Bây giờ mình sẽ bỏ chiếc tai nghe ra nhé. Đấy các bạn thấy không, hoàn toàn là ngắt kết nối mọi thứ luôn. Giờ mình nắm lại này, đấy lại hoạt động nhá. Và bây giờ mình sẽ thực hiện các thao tác cảm ứng cho các bạn xem nhá. Thì ở đây mình sẽ gọi là có bề mặt cảm ứng đây này, thì các bạn sẽ gõ một chạm đây để chúng ta dừng nhạc, phát nhạc, và cũng có thể nghe gọi điện thoại nếu như có ai đó gọi điện thoại cho chúng ta luôn. Bây giờ mình sẽ gọi là các bạn gõ hoặc các bạn bấm đều được nhá. Bây giờ mình sẽ bấm này, một chặng để chúng ta dừng nhạc. Đấy các bạn thấy không, nhạc dừng này. Một chặng nữa để chúng ta mở nhạc. Đấy, cực kỳ nhạy và tai nào cũng thể thực hiện được nhá. Và bây giờ mình sẽ gọi là gõ hai chặng, bấm hai chặng để chúng ta đổi bài, next bài nhá. 1 2 này. Đấy các bạn thấy không, đổi hoàn toàn luôn nhá. 1 2. 1 2. Đấy, các bạn mà ấn mà không vào cái phần cảm ứng này thì chúng ta tai nghe chúng ta sẽ gọi là không bao giờ hoạt động được đâu nhá. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em sử dụng hết các tính năng của chiếc tai nghe iPod Pro Hổ Vàng. Thì sau một thời gian sử dụng mình cảm thấy đây là một chiếc tai nghe có quá nhiều tính năng hiện đại, như là định vị này, đục tên này, và thao tác cảm ứng này, đặc biệt là có xuyên âm và tiếng ồn nhá. Âm tắt thì nghe cực kỳ hay, chất lượng âm thanh tốt và rất phù hợp cho anh em xem phim, học tập online này, nghe nhạc này, và với mức giá rất là trung bình, không quá rẻ, không quá đắt thì rất đáng để anh em sở hữu nhất. Và mình cũng có để một đường link sản phẩm ở dưới phần bình luận, anh em có thể truy cập sản phẩm ở đấy. Và anh em nào đang có ý định quan tâm chiếc tai nghe iPod Pro Hổ này và anh em muốn sở hữu thì anh có thể kích vào đấy tham khảo và mua cũng được. Thì anh em thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình ra video hay hơn và ý nghĩa hơn nhé. Xin chào tất cả mọi người.